Minh mến chào các cô dì chú bác, chào các anh chị, chào các bạn đã quay trở lại với đường live của Lê Minh Vlog. Hôm nay mình lại tiếp tục review toàn cảnh mùng 3 Tết ở bãi biển để cho cả nhà trải nghiệm cùng với mình nhé. Let's go. Đây là toàn cảnh cái khung cảnh bãi sau của thành phố Vũng Tàu mùng 3 Tết cả nhà nhé. Đây cả nhà xem một lượng người rất là đông. Hôm nay cái buổi sáng bãi biển tiết trời cũng rất là đẹp, nắng ấm. Bãi biển hôm nay hiện tại là bây giờ là thủy triều đang rút xuống, nước rất là đẹp rồi cả nhà. Thì đầu năm mình cũng chúc cho cả nhà vui xuân vui vẻ, nhà nhà ấm no hạnh phúc nha. Mời cả nhà hãy cùng trải nghiệm với mình nào. Thì trong video hay đẹp hình ảnh hay thì hãy cho mình một like, một chia sẻ để mình làm nhiều cái video hay hơn, có động lực mình làm nha cả nhà. Giờ mời cả nhà hãy cùng trải nghiệm với mình. Đấy, cái hướng này mặt trời nó hơi bị lóa cả nhà. Phía xa rất là đông người cả nhà các em. Buổi sáng mặt trời hơi bị lóa một chút, mong cả nhà hoan hỉ. Một khung cảnh của năm nay thật sự là đông vui, rất là nhộn nhịp. Phía xa rất là đông người tắm ở ngoài cả nhà. Biển buổi sáng rất là êm, rất là đẹp. Không có ồn nào, không có sóng gió như khung cảnh buổi chiều. Thường là buổi chiều thì cái khí hậu tiết trời sóng gió mạnh hơn. Rất là đông vui nhộn nhịp, một khung cảnh bãi biển thật là đẹp. Năm nay các du khách về tắm rất là đông. Nhìn biển hôm nay rất là đẹp cả nhà, nhìn rất là tiết trời êm. Buổi sáng không có sóng gió ồn nào lắm. Tại vì cả nhà biết không, buổi sáng thủy triều xuống cái nền thành thử ra là nó khí hậu nó cũng ấy. Rất là đẹp, những hình ảnh rất là thân thương. Phía ngoài cái mặt trời nó hơi sói một chút nên hình ảnh nó không có rõ nét lắm cả nhà, tại vì buổi sáng mặt trời rất là chói. Rất là đông. Hiện tại bây giờ là 7 giờ sáng cả nhà, nhưng mà các du khách vẫn kéo ra để tắm rất là đông luôn. Nhìn cháu nhỏ dễ thương, rất là dễ thương. Những hình ảnh rất là đẹp, rất là thân thương. Cả nhà xem hãy ủng hộ mình, đăng ký kênh để cho mình một ngày một phát triển cả nhà. Mình sẽ cập nhật hàng ngày để cho cả nhà xem cái khung cảnh bãi tắm thành phố Vũng Tàu này nó diễn biến hàng ngày như thế nào. Mới 7 giờ sáng nhưng mà cái mặt trời rất là chói. Yeah.
nhà xem một bãi cát trải dài rất là đẹp, những hình ảnh rất là thân thương, rất là đông đây cả nhà xem. Mình sẽ zoom gần lại cho cả nhà xem cái lượng khách này, rất là đông phải không cả nhà, rất là vui nhộn nhịp. Năm mới không có trải nghiệm bãi tắm thì thật là uổng, một khung cảnh rất là tuyệt vời. Bãi tắm miễn phí không mất tiền cả nhà, vui xuân rất là thú vị. Phía này mặt trời hơi chói cả nhà, nên quay cái hình ảnh hướng này hơi bị lóa mặt trời, không có được đẹp lắm, mong cả nhà hoan hỉ. Nhìn khách tắm phía ngoài cả nhà là đông. Hướng là không có rõ nét lắm. Những hình ảnh rất là thân thương, rất là đẹp cả nhà. Cả nhà mạnh tay like, đăng ký kênh của mình để mình có động lực cả nhà ơi. Mình có làm nhiều video đẹp hơn để cho cả nhà trải nghiệm và xả stress trong những lúc làm việc mệt mỏi. Cảnh rất là nhộn nhịp, đúng là ngày lễ. Sáng hình ảnh rất là đẹp ở ngoài nhà, rất là dễ thương. Rất là đông. Hiện tại bây giờ người dân đang đổ xô ra rất là đông rồi cả nhà, một ngày một đông. Buổi sáng thì cái tiết trời rất là đẹp, bãi tắm cũng rất là êm, rất là đẹp luôn. Buổi chiều thì thường là buổi chiều nước thủy chiều lên nữa cả nhà, sóng rất là lớn, sóng lớn mà lại gió to nữa. Nhìn cả nhà xem cái tiết trời, biển rất là êm đẹp luôn.
những hình ảnh rất là thân thương phải không cả nhà, rất là đẹp. Mặt trời rất là chói. Mình cũng cảm ơn cả nhà đã cùng đồng hành với mình trong suốt thời gian nhất với cả nhà. Chúc cho cả nhà có một ngày lễ thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha cả nhà. Trong video cũng hơi dài nên mình cũng xin dừng tại đây một lần nữa. Mình chân thành cảm ơn cô dì chú bác trong suốt thời gian qua, một lời tri ân nhất tới với cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình người thân nha. Xin chào và hẹn gặp lại.